Chào anh. À, chào Bình Dương. À, hôm nay lại lâu lắm rồi mới có dịp rảnh. Nói Dạ đến cái bọn tao quê thì nói làm gì? Bởi vì cái bọn ba que chống cộng cực đoan ở nước ngoài rồi mấy cái bọn dân chủ quậy ở trong nước ấy, thì chúng cứ nói là nhà nước Việt Nam này hèn với giặc, ác với dân. Thế nhưng mà thử bọn nó đâu có dám chửi bố 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 Mỹ của nó đâu, gọi là bu Mỹ thì đúng hơn. Ở chỗ là bây giờ các bạn thấy đấy, coi như là Mỹ thua Việt Nam phải ký hiệp định Paris này đấy, đấy là hèn với giặc đó đấy, phải ký hiệp định Paris là hèn với giặc. Thế nhưng mà Mỹ giết không biết bao nhiêu người dân ở miền Nam miền Nam thì đấy là ác với dân. Thế mà cái bọn ba khoe này nó có dám đứng lên để nó chửi bu Mỹ nó đâu, nó mà chửi bu Mỹ nó thì chúng nó chết đói. Bây giờ thì ông Trump á đang bắt tay với Bắc Triều Tiên đó. Đấy, đấy đấy là cũng là hèn mới giặc, bởi vì là Mỹ ông Trump đã tuyên bố là Bắc Triều Tiên là giặc. Thế còn thì cảnh sát Mỹ đánh dân coi như là đầu rơi máu chảy thì đấy là ác với dân. Mình phân tích thì mình nhìn thấy ở trên mạng bây giờ nó đầy rồi đó. Thế mà coi như là cái bọn ba que xỏ lá ấy, gọi là bây giờ mình không gọi là ba que nữa mà gọi là cái bọn cờ vàng cắm ba cây nhang đấy, ba cây chân nhang đấy, chết 4-3 năm rồi mà coi như vẫn cứ tào lao. Thế cho nên là bây giờ mình chỉ nói thế thôi là đủ rồi để biết là cái bọn F2, F3 của đu càng tụt quần ấy thì chúng nó ở cái dạng cỡ nào rồi. Thế như các bạn ở bên Mỹ, tôi có nhiều người bạn bên Mỹ đó, người ta bảo là coi như là nó gõ đầu, coi như là nó gõ đầu mà nó khinh như con chó, nó gõ đầu nó khinh như con chó mà đâu có dám lên tiếng gì đâu. Thậm chí là 8.600 người coi như sắp bị trục xuất về nước đấy mà coi như đâu có dám lên tiếng để bênh vực họ đâu. Chả thấy có bênh vực gì mà nhìn nó. Bình Dương có công nhận là cái bọn bọn ba que chống cộng cực đoan nhìn từ mặt đứa nào nó cũng ngu 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 đúng không? Hình như nó là người của năm 45 với năm 30 ngu ngu. Cho nên là nhiều khi nhìn cái mặt chúng nó, ngay kể cả cái thằng mặt thằng Trung Trần đây, mình cũng thấy nó ngu 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 thật sự luôn, là quá ngu mà nó lại nói là bò này ngu như trâu. Con trâu người ta còn vắt 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 nó biết sang bên phải, rặt 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 nó biết sang bên trái đấy, đấy thế thế mà coi như là con bò này ngu như con trâu thì quả thật là không có gì cả. Nhưng thôi bây giờ mình nói về cái luật an ninh mạng. Long Long Nó còn ngu hơn cả bò cả trâu luôn. Thế là bây giờ mình nói chuyện là an ninh mạng. Thế bây giờ mình phải nói là sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, thì từ những cái năm 1990 đấy, Đảng và Nhà nước ta ấy, đã bắt đầu coi như biết biết đưa cái ứng dụng công nghệ thông tin vào Việt Nam. Bắt đầu mình nhớ từ hồi đó là cái tập đoàn FPT này, rồi BKV này, đấy, sau đó là tiếp tới là Viettel này. Mà bởi vì cái thời thời điểm lúc đó ấy, thì mình nghĩ là nhà nước làm mà nhà nước ta đưa những cái vấn đề về 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 công nghệ thông tin đưa vào đất nước bằng chính cái chính cái tài năng và trí tuệ của những lớp trẻ của những cái người con dân Việt Nam. Từ những năm 1990 chúng ta đã đưa công nghệ thông tin vào 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 Việt Nam rồi. Đã kết hợp với những cái tập đoàn về công nghệ thông tin của Mỹ, của Pháp và rất nhiều các tập đoàn khác để mà đưa công nghệ thông tin vào Việt Nam. Thứ nhất là về để mà cái cực củng cố cái an ninh quốc phòng của chúng ta.
Và hiện nay thì có rất nhiều những cái vệ tinh của chúng ta đã được phóng lên trên quỹ đạo để mà thứ nhất là giám sát về tất cả các vấn đề về quân sự, chính trị, ngoại vấn đề thời tiết, rồi tất cả mọi vấn đề là hiện nay chúng ta đã có mấy cái vệ tinh coi như bay ở trên đó, mà chúng ta đi lên bằng cái chính cái sức lực của chúng ta và cái đồng tiền của chúng ta. Cái đó là chúng ta thấy rằng cái điều này là cái đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhà nước Việt Nam cùng với nhân dân Việt Nam đưa những cái đó vào để phục vụ, thứ nhất là cho đời sống của người dân, thứ hai nữa là phục vụ cho cái an ninh quốc phòng. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ để một cái khoảng mở cửa để cho những cái vấn đề mà giao thương này, rồi coi như là cái kết nối coi như giữa người nọ với người kia, rồi người thân của chúng ta ở trong nước và nước ngoài vẫn có thể coi như là liên lạc với nhau được một cách rất là dễ dàng. Cho nên chúng ta phải nói rằng là nói về cái và càng ngày thì trên mạng xã hội, rồi cái mạng thông tin, công nghệ thông tin ấy, nó sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề, nó rất nhiều vấn đề mà có thể nguy hại đến cái nền an ninh của nước ta và về kể cả kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội. Chính vì vậy cho nên là theo quan điểm của tôi thì bây giờ nhà nước ta đưa ra cái luật an ninh mạng, cái đó là rất là hợp với lòng dân và rất là đúng thôi. Bởi vì công nghệ thông tin thì càng ngày nó càng phát triển, mà bây giờ tôi chỉ nói một cái điều như thế này. Nước Mỹ ấy, người ta vẫn có cái an ninh rất là chặt chẽ như như chúng ta đã biết, thì bởi vì họ phát triển cái công nghệ thông tin rất tốt, và thứ hai nữa là họ dứt khoát họ phải có cái an ninh mạng. Nếu như mà không kiểm soát được an ninh mạng thì đó là một cái điều rất nguy hiểm cho bất kỳ một cái thể chế nào ở trên thế giới này. Cho nên là không phải chỉ chúng ta mà các nước người ta đã có luật an ninh mạng từ rất lâu rồi, mà chúng ta thì vẫn cứ thả lỏng cái vấn đề đó. Một là cái vấn đề cơ bản là cái vấn đề mà để cho chúng ta phát triển về cái công nghệ an ninh về quốc phòng trước, ưu tiên đấy là cái ưu tiên số 1 đấy, về quốc phòng trước, sau đó thì về rồi mới chúng ta mới có cái đến cái an ninh về dân sự. Thế nhưng mà trong cái thời gian những năm gần đây ấy, thì những cái điều về dân sự ấy, thì nó nổi lên có rất nhiều vấn đề mà chúng ta đang rất phải quan tâm. Đấy, và nó không có tiềm ẩn những cái nguy cơ nếu như chúng ta không thắt chặt an ninh mạng, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái an ninh xã hội của chúng ta. Chính vì vậy tôi thấy rằng Quốc hội rồi Đảng và Nhà nước chúng ta đưa ra cái luật an ninh mạng vào cái thời điểm này là thích hợp, là bởi vì là chúng ta có thể kiểm soát được tất cả các vấn đề về an ninh, về xã hội. Chứ trong thời gian vừa qua chúng ta đã biết rồi thì những cái người mà hiện nay người ta đã đi ra nước ngoài và người ta có quốc tịch ở nước ngoài rồi ấy, những cái người mà người ta yêu nước, người ta hướng về tổ quốc thì chúng ta không nói bởi vì những cái đó là chúng ta động viên và khuyến khích. Thế nhưng mà vẫn còn có những cái kẻ mà họ vẫn cứ mang cái tư tưởng thù địch. Họ ở nước ngoài họ biết rằng chúng ta không thể có những cái khống chế hoặc là như cái gì đó để mà ngăn chặn được họ. Chính vì vậy họ lợi dụng một cái mạng xã hội, lợi dụng vào cái an ninh và vào cái mạng xã hội để họ bôi nhọ và gây ảnh hưởng rất lớn đến cái kinh tế trong nước. Và thứ hai nữa là gây rối, cái vấn đề cơ bản là gây rối trật tự trị an xã hội.
Thì trong cái thời gian vừa qua chúng ta thấy là ngày mùng 10 tháng 6 và 17 tháng 6 là có những cái kẻ mà coi như giữa trong nước và nước ngoài vẫn cứ thường là coi như là đăng đàn rồi chửi bới tuyên truyền xuyên tạc sự thật coi như ở trong nước. À, chính vì vậy quan điểm của tôi, đây là tôi nói là quan điểm riêng của tôi, thì tôi ủng hộ cái việc coi như đề ra cái luật an ninh mạng này là hợp lý, bởi vì ngăn chặn tất cả những cái kẻ nào mà muốn lật đổ cái chế độ của chúng ta, mà cái chế độ của chúng ta hiện nay là đang cuộc sống rất là bình yên. Tôi là người dân trong nước, tôi nói lên sự thật, và không có ai hơn những người dân trong nước nhìn thấy cái sự thật. Chứ còn thì một cái số những cái tôi chỉ nói với các bạn như này, những cái số biểu tình của ngày mùng 10 và ngày 17, mùng 9, mùng 10, 11 và ngày 17 chỉ bằng một phần, chưa chắc đã bằng một phần của 94 triệu dân Việt Nam. Đấy, có nghĩa là bằng một phần 94 thôi. Đấy, tôi cứ cho là số nhiều đi, cứ cho là những cái kẻ bất mãn coi như với chế độ ta đi, thì chúng cũng chỉ bằng một phần của 94 thôi. Đấy, mà trong khi đó người dân Việt Nam chúng ta là 94 triệu dân, cứ cho là tới 1 triệu người đi biểu tình đi, thì họ cũng chỉ bằng 1 phần 94 thôi. Cho nên là để mà nói cái số đông mà tin tưởng vào cái đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì rõ ràng là một người làm sao mà so sánh cũng giống như mà so sánh với 93 người được, đúng không? Cũng giống như khi người ta giải tỏa một cái khu vực để làm những cái công việc về cho xã hội, thì chỉ có một vài người gọi là dân tham thôi, chứ còn thì những cái người mà người ta ủng hộ và người ta đồng ý với những cái chính sách của Đảng và Nhà nước và của nhân dân, thì người ta có phản đối đâu. Nhưng mà chỉ trong đó chỉ có một vài cái con sâu mọt gọi là dân tham, mình nôm na gọi là dân tham thôi. Cho nên là những cái bọn chống cực đoan ở nước ngoài ấy, thì chúng nó cứ ảo tưởng, chúng nó nghĩ rằng coi như toàn dân Việt Nam coi như bây giờ là không tin tưởng vào Đảng. Nhưng nó nói sai, họ nhận định một cách vô cùng là ngu xuẩn luôn, mình phải nói thẳng luôn là ngu xuẩn. 94 triệu dân mà chỉ có 1 triệu dân đi biểu tình thôi, thì còn lại 93 triệu dân nữa, đây là mình so sánh luôn để cho mọi người thấy rằng là cái vấn đề nó là không phải như cái bọn coi như nôm na mình gọi là cái bọn ba que, bọn cờ vàng cắm ba chân, cắm ba cái chân nhang đấy, nó chết từ năm 43 năm nay rồi. Thế vậy thì theo quan điểm của tôi là tôi ủng hộ cái vấn đề coi như đưa ra cái luật an ninh mạng đấy là